Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo subdomain cho website. Ví dụ ở đây mình có trang đăng.vn. Đây là một trang web chia sẻ những cái theme của Red. Mình chia sẻ ở website này ha. Các bạn có thể vào đây download tải về để mình cài đặt. Ở đây có rất nhiều nhà cung cấp theme ha. Ngoài ra các bạn cũng có thể nhấp vào cái banner này để mình đăng ký một cái gói hosting miễn phí ha. Đó. Ok. Rồi. Thì ở đây mình có một tên miền rất là ngắn gọn ha. đăng.vn. Thì để tạo một subdomain thì mình khuyên các bạn nên đầu tư một tên miền ngắn gọn thôi, khoảng 4 ký tự thôi. Ví dụ như đây mình có đăng.vn ha. Đó, thì mình lấy tên con trai của mình để mình mua tên miền. Đó. Thì mình có tạo một cái subdomain để bạn xem, để demo cho bạn xem ha. Ví dụ như cái subdomain này news.đăng.vn ha. Đó. Thì cái trang web này hiện giờ nó vẫn còn trống, mình chưa cài gì hết ha. Ok. Đó. Rồi. Và mình sẽ bắt đầu vào các bước để tạo một subdomain ha. Subdomain nó là một tên miền cấp 2, cũng là tên miền phụ. Từ cái tên miền chính mình thêm một vài ký tự để thành một cái subdomain. Thì các bạn có thể tạo vô số subdomain ha. Ngoài ra cái www cũng là một dạng subdomain. Đó, www ha, nó cũng là một dạng subdomain ha. Ok. Rồi. Thì để tạo một subdomain, mình sẽ vào Hostinger ha. Đó, mình sẽ nhấp vào cái banner này để mình vào Hostinger. Các bạn nào thiết kế web bên mình thì các bạn sẽ được dùng gói Hostinger không giới hạn ha. Gói Business là gói cao nhất của Hostinger. Rồi mình nhấp vào đăng nhập. Đó, mình vào tất cả hosting này. Mình sẽ tìm cái từ khóa là đăng.vn. Đó. Sau đó mình vào quản lý ha. Mình sẽ kéo xuống đến chỗ subdomain này. Đó. Ở đây mình sẽ tạo một subdomain là video ha. Video.đăng.vn. Sau đó mình nhấn vào nút tạo. Đó. Vậy là nó đã tạo cho bạn cái subdomain là video.đăng.vn. Mình sẽ nhấp vào đây mình xem ha. Đó, chưa có gì cả. Ok. Sau đó mình sẽ vào lại đăng.vn. Các bạn sẽ kéo xuống, chọn trình tự động cài đặt ha. Cái Hostinger này rất hay là nó sẽ cài WordPress tự động cho bạn. Mình sẽ chọn WordPress. Rồi. Ở bên dưới này mình sẽ chọn cái domain là video.đăng.vn ha. Ngôn ngữ tiếng Anh và đây là admin. Admin user, mật khẩu ha. Rồi. Tiêu đề website là video. Sau đó mình nhấn vào nút cài đặt luôn. Ok, ghi phép lại ha. Đó, video.đăng.vn và mình nhấp vào xem. Nó vẫn chưa có gì ha. Vì mình chưa cài cái DNS cho nó. Rồi, tiếp theo, các bạn sẽ vào trang quản lý tên miền. Ở đây mình mua tên miền bên tên ha. Mình sẽ vào hỗ trợ Navi. Đó. Mình vào tên miền. Rồi mình sẽ tìm đây tên miền đăng.vn đây. Nhấp vào ha. Và mình sẽ cập nhật DNS cho nó, cài đặt DNS. Đó thì các bạn nào mua tên miền thì mình có thể vào đây
Để mình cài đặt ha. Các bạn sẽ thêm một cái record, thêm một cái record ha. Ở đây mình đặt là ở đây nó có sẵn rồi nè, mình hủy này đi. Đây, nó có record là sao. Sao nghĩa là nó là đại diện cho một chuỗi ký tự tên miền cấp 2 ha, subdomain á. Và kiểu của nó là A và giá trị của nó là trỏ về cái IP này. Ok. Đó, thì các bạn chỉ cần thêm một cái record dạng là sao kiểu A và IP là cái host của mình ha. Ok. Ngoài ra nếu mà các bạn dùng Lawfare thì mình sẽ hướng dẫn thêm một cách nữa ha. Ở đây mình cũng dùng Lawfare. Đó, mình sẽ vào lawfare.com và mình vào login ha. Đó, mình sẽ tìm cái tên miền là đăng.vn. Đăng.vn ha. Rồi. Ở đây mình vào DNS. DNS thì mình sẽ thêm một cái subdomain là video ở đây. Và cái IP IP mình trỏ về 31.220.110.58 ha. Thì các bước này các bạn nào dùng Lawfare thì mình mới dùng cái bước này ha. Rồi mình sẽ add record. Đó. Ok. Rồi mình sẽ vào video.đăng.vn coi được chưa? Đó. Rất hay ha. Đó, sau khi mà mình đã cài DNS thì cái tên miền cấp 2 nó cũng được kích hoạt luôn. Tiếp theo, mình sẽ cài chứng chỉ SSL cho nó ha. SSL là chứng chỉ bảo mật. Các bạn có chứng chỉ đó thì ở đây nó không có bị nó không có bị là không bảo mật ở đây ha. Không có hình ổ khóa gạch ngang. Ok. Đó. Thì các bạn sẽ vào Hostinger. Mình vào đăng.vn. Rồi mình sẽ kéo xuống đến cái phần SSL ha. Đó. Mình sẽ kéo xuống mình thêm cho cái domain là video.đăng.vn. Sau đó mình sẽ copy cái chứng chỉ và cái key vào đây. Đó thì các bạn nào mua chứng chỉ SSL thì các bạn sẽ có hai cái file. Một file là key, một file là chứng chỉ. Mình sẽ vào mình mở cái file đó lên. Đó. Đây là cái key của mình ha. Đó. Thì cái đây là cái chứng chỉ nè. Mình sẽ copy cái chứng chỉ này. Copy ha. Và mình dán vào đây. Chứng chỉ dán vào đây. Rồi tiếp theo mình sẽ copy cái key. Các bạn nhớ copy đầy đủ ha, những cái dấu gạch ngang mình vẫn copy đầy đủ luôn. Rồi mình copy cái key và mình dán vào key này. Ok. Sau đó mình cài đặt. Đó. Giờ mình có cái Lawfare của video rồi ha. Ok. Rồi. Mình sẽ vào video.vn. Mình đăng nhập admin. Rồi, mình sẽ đăng nhập admin ha. Đó. Mình sẽ cài một cái login. Cài mới. Các bạn sẽ tìm cái từ khóa là really SSL. Đó. Và mình cài đặt cái login này. Có hình ổ khóa vẽ vẽ màu vàng vàng này ha. 400.000 lượt cài đặt. Đánh giá 303. Rồi sau đó mình active. Đó. Refresh lại ha. Bây giờ nó chưa cho mình kích hoạt chứng chỉ.
Đó, thì mình để sẽ cài đặt lại chứng chỉ ha. Video và mình cài lại chứng chỉ này. Đó, mình dán vào đây, cái key vào đây và cái chứng chỉ sẽ copy và mình dán vào đây ha. Ok, sau mình cài đặt luôn. Ok, rồi mình sẽ refresh lại trang trang này. À, nó vẫn chưa cho mình kích hoạt ha. Ok, chắc là một thời gian sau nó mới cho mình kích hoạt cái SSL này. Đó, giống như cái trang này là new.đăng.vn ha. Đó, nó cũng có chứng chỉ SSL đây. Đó, mình refresh lại nữa coi, vẫn chưa kích hoạt được. Ok. Đó. Vì cái này nó còn mới quá, phải đợi một thời gian sau cái chứng chỉ này nó mới nhận ra và mình kích hoạt luôn. Rồi. Vậy là xong rồi ha. Mình đã tạo xong cái chứng chỉ này, cái subdomain này. HTTPS hai chấm xoẹt xoẹt. Đó. Đó, có chứng chỉ luôn rồi ha. Ok. Và mình sẽ đăng nhập luôn. Đó, mình sẽ kích hoạt cái let-in này luôn để cho nó đồng bộ hết ha. Những cái mà HTTP không S và có S nó sẽ đồng bộ với nhau. Đó, mình kích hoạt luôn ha. Ok. Đó. Vậy là video kết thúc ở đây ha. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.